Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh thêm một em cũ kỹ băng hà nữa nha các bạn. Đó, để chúng ta vào đây và lựa nào. Ở đây mình có 7 cái DNA của con Smilodon nha các bạn. Đây là mấy con hổ răng kiếm. Chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh 7 con này trong ngày hôm nay nha. Đó, quá xịn luôn. Ở đây thì mình sẽ cho nó vào mấy cái Culture Vat trước nè. Đó, lúc nào cũng vậy. Cho vào Culture Vat trước rồi chúng ta sẽ tiến hành đi xây chuồng cái đã. Trời ơi. Đó, và nãy giờ mình cũng có thu hoạch một mớ ở đây nè. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, chúng ta thu hoạch sạch sẽ luôn nè. Trời ơi, và nãy trời nó có mưa các bạn à. Đó, chúng ta được rất là nhiều đồ lại rồi. Nói chung là cũng không nhiều đâu, nó được tầm 4-5 stack thôi à. Trời ơi, nhìn vậy cho nó nhiều chứ nó cũng không được bao nhiêu cả. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài này và xây chuồng cho con Smilodon nha các bạn. Smilodon, đây. Con này thì nó sẽ không có khả năng phá hủy mấy cái block. Đó, nên chúng ta sẽ không cần phải bận tâm nữa. Chúng ta sẽ xây một cái chuồng cao 6 ô nha. Đó. Và ở đây thì mình sẽ tiến hành lấy mấy cái cobble stone ra nè. Đó. Ngoài ra mình sẽ lấy luôn mấy cái stone bình thường luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành chia sổ mấy cái stone bình thường nha các bạn. Đây mình sẽ chia sổ đó, stone brick cho thành stone brick rất là nhiều luôn. Đó. Chuyển đổi nó thôi, rất là đã luôn nè. Đó. Trời ơi. Rồi, xong rồi. Ở đây mình sẽ kéo ra đầu tiên là 35 ô chứ. Ok. 35 ô đầu tiên thôi các bạn ơi. Trời ơi, Smilodon. Ồ. Mấy con hổ răng kiếm các bạn ạ. À. Chúng ta không nên xây như kiểu này, trời ơi. Xây dưới này là không được. Mình sẽ xây bằng cái mấy cái stone brick luôn cho nó tiết kiệm cái số cobble stone này đi. Ok. Đó, ta sẽ lên trước. 6 ô nha các bạn. Đó, lên trước 6 ô thôi. Ok, lên trước 6 ô như vậy. Đó, chuồng của Smilodon. Và chúng ta sẽ kéo stone brick ra. Ở đây mình sẽ kéo 33 ô nha các bạn. Đó. Để là cái ô thứ 35 thì chúng ta sẽ dùng mấy cái cobble stone tiếp tục. Đó. Úi. Rồi, ở đây một cục. Đó, và đập cục này đi chứ. Không tí nó lẫn lộn nữa là chết. Rồi, lên 6 ô nha các bạn. Trời trời, mới xây một xíu mà trời nó muốn tối rồi, ghê vậy. Trời ơi, chúng ta phải cố hoàn thiện cái khung trước đi. Đó, để rồi mai chúng ta sẽ làm cho nó lẹ. Trời ơi. Đó, lắp qua đây. Rồi, ok. Ai da, đập cái này đi một ô chứ. Bên này nó cũng lên 6 ô luôn nha các bạn. 6 ô, đủ cả thảy. Bên đây vẫn tiếp tục. Sẽ là 33 ô kéo ra tiếp nữa nha. Đó, 33 ô. Sời ơi, hấp dẫn. Kéo ra nào. Ủa, quên. Rồi, lên 6 ô nữa nè. Còn cái số ở đây chúng ta sẽ 33 đúng không? Mình sẽ bỏ ra 2 ô nè. Và chúng ta sẽ chia làm 2. Một bên sẽ ra 15 đi. Đó. Mỗi bên sẽ là 15 ô thôi. Bên này cũng vậy, 15 ô là đủ rồi. Đó. Một cái chuồng có kích thước là 35 x 35 thôi. Nó cũng xem xem những cái chuồng còn lại các bạn ạ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thêm mấy cái này. Đó. Xời ơi. Rồi, trước tiên là mình sẽ làm cái cửa sắt trước nè. Lúc nào cũng vậy hết. Đặt cái cửa sắt. Ây da, đặt nhầm rồi. Đặt đây là chết tôi đó. Để mình đặt luôn mấy cái ô này luôn nha các bạn. Ây da, chúng ta sẽ cần làm luôn mấy cái nút đi. 4 cái nút. 4 cái nút. Rồi, mình sẽ lắp luôn bằng mấy cái cobble stone này. Trời, cái này nhìn màu nó đẹp nha. Ok, để giờ mình ăn một phát và đi ngủ trước đi. Trời ơi, trời nó cũng bắt đầu tối rồi, khá là nguy hiểm đó các bạn ơi. Ok, đi ngủ một phát thôi nào. Đi về nhà và đi ngủ một phát. Hình như cái số cobble stone này chúng ta sẽ không cần nữa đâu, vậy nên mình sẽ cất vào hết. Trời ơi. Giờ mình chỉ cần cần cái gì đây? Cần mấy cái reinforced glass này thôi. Mình sẽ lấy ra một mớ thôi.
đi ngủ một phát thôi, sáng mai chúng ta sẽ tiến hành dạy và xây nữa nha các bạn. Tiến hành dạy và xây tiếp thôi. Đây rồi. Hay da một cái chuồng. Wow, nó cũng hấp dẫn ta. Nhìn nó cũng hấp dẫn ta. Bây giờ để mình coi xây kiểu nào đây. Chúng ta sẽ lên lên một ô như vậy trước đi ha. Trước mắt là kéo ra như thế này trước đi. Đó, mình cũng chả biết xây sao nữa, trước mắt cứ dày trước đi. Trời ơi. Đó, chả lên một tầng. Cái này thì chúng ta không có thể kéo bằng wall được các bạn à. Tại vì chỉ có diamond wall chúng ta mới lên được một tầng thôi. Diamond wall hoặc là mấy cái loại wall cấp cao á thì chúng ta mới lên được một tầng. Chứ mấy loại wall cấp thấp như như là iron wall thì nó không có lên được. Ta phải tự xây bằng tay. Ồ, hơi bị cực. Đó chính là cái giá mình phải trả đó các bạn ạ. Mình hết kim cương luôn rồi. Trời ơi. Rồi, kẻ qua đây nữa nè. Để mình coi. Nên chắc mình nghĩ là ra 5 lóc đó các bạn ạ. 1, 2 à quên. Đó, 5 ô chứ. Đây, chúng ta sẽ chỉnh lại nè. Đó, 2 3, 4, 5. Đó, 5 ô. Bên đây cũng vậy nha các bạn. Mình sẽ ra 5 ô luôn. 2, 3, 4, 5. Đó, 5 ô. Trời ơi, gì nó sẽ hấp dẫn hơn. Và phía bên đây cũng vậy luôn nha các bạn. Chúng ta cũng sẽ ra 5 ô luôn nè. 1, à, quên 2 rồi chứ. 3, 4, 5 ô. Đó, bên này cũng thế luôn nè. 2, 3, 4, 5 ô. Đó, xịn chưa. Xời ơi. 2, 3, 4, 5 ô. Đó. Quay một vòng muốn chóng mặt luôn rồi. Ghê thật. Rồi, 2, 3, 4, 5 ô. Đó. Phía trước đây chúng ta nên ra 3 ô thôi. Hoặc là 4 ô các bạn à. Mình nghĩ là nên như vậy thôi. Có thể, nói chung là đây mình chỉ thiết kế theo ý của mình thôi mà. Đó, ok. Như vậy nó ít không ta? Ta làm 4 ô đi. Đó, 4 ô đi cho nó hấp dẫn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành kéo cái phần ở trên lại nha các bạn. Phần ở trên thì nó không có gì đâu, chỉ là stone brick thôi à. Cứ kéo lại là được rồi. Sorry. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ để chỗ này là reinforced glass vô nha các bạn. Chỗ này thì quá đơn giản luôn. Cứ reinforced glass mà kéo thôi. Đây, thêm một cục ở đây. Đó. Phải cẩn thận mới được. Cái này mà đặt nhầm khoét là chúng ta đập ra nó hơi bị mệt á. Trời ơi, chỗ này cũng vậy nè. Mình sẽ kéo tiếp tục. Ai quên. Lộn. Stone brick này mới đúng nè. Đó. Rồi, kéo ra nào. Ây da. Chết rồi, chúng ta còn phải chỉnh lại nữa. Sao vậy? Đó. Lúc nào cũng phải chỉnh lại hết. Và chỗ này sẽ là reinforced glass thôi. Trời ơi. Cứ vậy mà kéo ra thôi các bạn ạ. Wow, nhìn nó cũng hợp lý hơn một xíu rồi đó. Wow, quả chuông bằng đá luôn. Mấy con này thì nó sẽ không có phá được. Hên quá. Nó phá được thì chúng ta sẽ bị mệt rất là nhiều. Trời ơi, khá may mắn. Ây, hình như là có vẻ, hình như là chúng ta bị thiếu mấy cái stone brick này rồi. Để mình ốp cái này cái đã các bạn à. Chúng ta ốp một đợt nữa đi. Rồi mình sẽ đi về lấy stone brick ra nha. Đó, sẵn mình sẽ cũng làm thêm mấy cái feeder nữa chứ. Ok, đi về nha các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ làm thêm mình nghĩ là 6 cái feeder đi. Trước mắt chúng ta sẽ còn 6 cái xô trước nè. Lấy mấy cái wall xuống. Lấy cái này xuống. Chúng ta sẽ cất cái này đi. Đó, mấy cái đồ này rất là nhiều luôn nè. Wool nữa nè, cất wool đi chứ. Để ở đây làm cái gì không biết. Rồi mình sẽ còn 6 cái nút nha.
Giờ search công thức của Feeder nào. Nó ở đây. 6 cái. Ở xịn chưa? 6 cái Feeder. Và chúng ta sẽ cần khá là nhiều đá nhẵn đây. Hay da, mình còn đá nhẵn không ta? Để mình vào mình lục thử nào. Rồi, có vẻ là hết rồi đó. Trời ơi, số đá nhẵn của tôi nó hết sạch bách luôn rồi hả? Chắc mình quên cho đi nấu rồi. Wow, quên cho đi nấu thì nó sẽ hơi bị mệt đây. Để mình bít ra nhiều nhiều một xíu đi. Đá nhẵn có không? Hình như là không còn luôn rồi các bạn ạ. Rồi chắc chúng ta phải đi nấu một xíu thôi. Trời ơi, mình sẽ bỏ vào hai cái khu bếp nha. Đó, cho nó tiến hành nó nấu đi. Đây, cobblestone của mình thì rất là nhiều rồi. Nói là đi mai và đi đào để làm mấy cái sàn của công viên các bạn ạ. Chúng ta có rất là nhiều luôn đó. Rất là nhiều cái mấy cobblestone cũng như là đất và cỏ. Ui, cái Kilter Vat nó bị bể một cái rồi nè. Ta phải đi qua bên kia giải quyết nhanh chóng mới được. Đó, đi qua đây giải quyết thôi các bạn ạ. Để ghê lắm. Đây. Ồ. Ồ, nó fail thôi mà. Ủa. À, lộn. Bên đây mới đúng. Mày tính đi đâu hả? Trời ơi, chúng ta sẽ tiến hành múc ra nào các bạn ơi. Múc ra một cái nè. Lấy cái này đi, lấy cái sữa lại. Còn cái gì nữa không? Hay lúc nào cũng fail. Thiệt là mệt mỏi quá mà. Đây, bỏ vào đây. Nước nè. Đó, mình nhớ xem cái công thức như thế nào đây. Cultivate. Mình sợ lệ luôn cho nó gọn các bạn ạ. Công thức nó như thế này đây. Trời ơi, lại hấp dẫn. Rồi, để lên đây. Cho DNA của con Smilodon vào và cho sữa vào. Đó, nó sẽ tiếp tục chế tạo. Tiếp tục nhân giống. Bỏ cái xô vào đây đi. Rồi, để mình vào bên kia mình kiểm tra lại cái số đá hồi nãy nha các bạn. Trời ơi, thấy tôi cực khổ chưa? Ôi ôi, cứ chạy qua chạy lại như vậy hoài thôi. Và lần này thì mình còn một xíu đá thôi à, đâu có cần nhiều đâu. Đây, chắc mình lấy tầm 60 cục là nữa là đủ rồi. 60 cục, đó, rồi chúng ta sẽ chia sổ nó thành stone brick. Đó, theo cái kiểu này nha các bạn. Ok, 60 cục, chắc đủ rồi. Hy vọng là vậy. Đó, đi qua bên này. Ta sẽ tiếp tục các bạn ạ. Lắp cái phần trên này, đó. Sao vậy, hấp dẫn chưa? Lắp lại, cho nó giống một cái chuồng. Và chỗ này thì mình cũng muốn lắp lại luôn. Ai da, cái cây quan này quên mất, đang xài cây quan giữa chừng. Điện chuyển qua cây khác là cái gì không biết. Đó, xong cái phần chuồng rồi nha các bạn. Wow, hấp dẫn nha. Sẵn mình sẽ ốp cái phần ở trên luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ cất mấy cái này đi. Đó, tiến hành ốp cái phần ở trên thôi. Và mình ốp cũng chỉ bằng mấy cái work slab thôi. Lúc nào cũng muốn ốp bằng mấy cái đó à. Đây có một cục nè, đó. Phải thật kỹ càng các bạn à. Rồi, lấy work slab ra mà ốp thôi nè. Mình ốp đây là để mà tránh cái trường hợp mà quái nó xuất hiện thôi các bạn ạ. Cái con quái nó có thể spawn tại những cái block ở trên cao này. Tại vì ở trên cao á nó bị thiếu ánh sáng thôi. Ok, ốp ra. Với lại ốp cái này á, nhìn cái chuồng nó cũng đẹp hơn một xíu mà. À da, thôi xong rồi. Đang ốp thì bị lỗi nè. Rồi, qua bên đây chúng ta sẽ kéo ra một đường tiếp tục nha. Đó, trời, nhìn nó trắng, các bạn thấy không? Nhìn trên cái bản đồ nó có một cái viền trắng á, rất là đã luôn. Đó. Rồi, và cái đường cuối cùng, đó, sẽ kéo qua bên đây nha các bạn. Trời ơi, chúng ta sẽ xong sớm thôi. Ây da, trời nó cũng muốn tối rồi. Rồi, mình cắt mấy cái slab này lại.
Đây chúng ta sẽ đến với cái công việc đó chính là dùng tuyết để mà trang trí lại cái chỗ này các bạn ạ. Snow mình có rất là nhiều luôn. Bạn thấy mình canh giờ rất là nhiều snow luôn nè. Để mình bỏ lại mấy stack đi chứ. Thôi mình sẽ thay cái sản khác đi. Sản kia nó muốn hư rồi. Hay da, cái phần này mình sẽ xây như thế nào đây ta? Chắc chuồng của Smilodon đúng không? Thì chúng ta cũng không nên xây cái núi trong đây vì nó có thể nhảy ra ngoài lắm. Mình xây theo kiểu này đi. Ta sẽ phát thảo trước như thế này. Phần còn lại nó sẽ là đất thôi các bạn à. Đó, rồi, giờ tiến hành đào cái này đi ra thôi. Ok. Mình sẽ cố làm sớm trước khi trời nó tối đã. Giờ nó hơi bị ghê rồi đó. Đó, quán đào cái này ra các bạn ạ. Ok, mình sẽ kéo mấy cái snow ra luôn nha các bạn. Trước mắt thì mình sẽ kéo sale cái chiều này trước đã. Con xương kia đừng có nhìn tôi nha. Đứng đó mày cầm cái cung làm tao sợ quá nha. Ok, chúng ta sẽ tiến hành kéo ra bằng cái cây Iron Wall này. Trước tiên chúng ta phải chỉnh lại các bạn ạ. Cây này lúc nào cũng vậy, phải chỉnh hết. Đó. Ok. Cây mới nè, chỉnh lại một lần nữa rồi tiến hành kéo ra thôi. Sao này hấp dẫn. Kéo ra tiếp tục thôi các bạn ạ. Làm cái sàn cho nó lẹ thôi. Tí chúng ta còn lắp mấy cái glowstone nữa chứ. Rồi, và còn trang trí xung quanh bằng mấy cái cây lá kim nữa. Sao này hấp dẫn. Một khu toàn bằng tuyết luôn. Rồi cho bọn này nó tha hồ mà nó chơi. Ây da, cái cây hoa này đang xài thì hư dữ chừng. Hòa qua đây chúng ta sẽ kéo ra tiếp nè. Sơi hấp dẫn. Đó, kéo qua bên đây. Tới đây mình cũng sẽ kéo ra tiếp. Sơi đã chưa các bạn? Quá tuyệt vời luôn, còn gì bằng nữa. Nói chung xài mấy cái cây này mình không có sợ bị lỗi nhiều như là cái cây Diamond One. Lỡ mà nó xây luôn một cái sàn chúng ta sẽ đập ra rất là mệt luôn đó. Ok, kéo tiếp tục thôi. Rồi, diện tích tuyết này đủ cho bọn ấy rồi. Đủ cho bọn Smilodon nó chơi bời rồi. Quá nhiều rồi. Còn cái số tuyết còn lại thì chắc mình sẽ lắp cái phần viền xung quanh đi. Cái viền bao ô á, lúc nào mình cũng làm vậy hết á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đặt mấy cái glowstone xuống nha các bạn. Glowstone. Thì với cái sàn 35x35 này thì cứ 7 ô thì chúng ta sẽ đặt một cục glowstone thôi. Những công việc quen thuộc hàng ngày. Sời ơi. Glowstone nè. Tiếp tục là glowstone nè. Thôi để mình, thôi đặt ở đây cũng được. 5, 6, 7, ô thứ 8 đây này. Rồi, kéo ra như thế này thôi. Các bạn thấy nó dễ không? Sời ơi. Làm hoài thì nó sẽ quen thôi các bạn ạ. Cũng không có gì đâu. Rồi, ai da. Kéo qua bên này. Đó, xịn nha. Sời ơi. À chết, trời, chúng ta phải làm cái này trước chứ. 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, vừa đủ các bạn ạ. Đó, như vậy chúng ta mới kéo ra được. Wow, hấp dẫn ha. Đặt ở đây một cục nè, tôi sẽ đi giống qua thôi các bạn ạ. Tại vì cái tuyết này nó không như Red Block. Nó nhìn qua nó rất là mệt luôn. Xời ơi. Bên đây một cục nữa nè. Rồi, qua bên đây mình sẽ tiếp tục giống qua thôi. Ủa? À, có một cục chỗ này. Hình mệnh á. À đây nè. Trời ơi, nó sáng lên tôi mới thấy đó. Không là chết tôi luôn rồi. Nhìn nó khổ các bạn à.
Đây, giáng hoa nè. Đúng rồi, cái tuyết này khó nhìn thiệt chứ. Không có đi đơn giản một chút nào hết á. Đây, giáng hoa tiếp tục tới đây. Còn bên đây giáng xuống. Nó sẽ là cục chỗ này. Rồi, ở ngoài này là một cục. Và một cục cuối cùng nữa nó sẽ nằm ở chỗ này nha các bạn. Đó. Người ta kháng quái hết. Rồi, và bây giờ mình sẽ cất mấy cái glowstone store này vào. Chúng ta sẽ đặt 6 cái feeder ra trước nha. Đó. Feeder. Bọn này thì nó ăn thịt các bạn à. Để chúng ta lại phải tốn một cái lượng lớn thịt rồi. Mình có vừa giết mổ một mớ gia cầm cũng như là gia súc. Đó, để cung cấp cho bọn Smilodon cũng như là mấy bọn khủng long nè các bạn à. Ôi ôi, nó ăn bạo quá mà. Biểu sao. Rồi, em thấy là cái feeder rớt xuống dưới kia rồi. Đó. Rồi, đây mình sẽ tiến hành bón bột xương xung quanh nha các bạn. À, nhìn cho nó giống thiệt hơn nè. Tiến hành bón liền. Sao vậy? Bọn này thì nó không ăn cỏ nên bón kệ mình chứ nó không có mất đâu các bạn à. Không giống như cái bọn voi mammoth hay là bọn tê giác Elasmotherium nha các bạn. Trời ơi. Để mình coi cái bọn đu đu này nó có ăn được nhiều không. Wow, nó cũng ăn được nhiều chứ. À, sẵn mình đặt mấy trái bon vào đây luôn đi. Đó, mình sẽ đặt tầm 6 trái đi. Đó, để nó dành cho mấy em khác nữa chứ. Đó, trước mắt là 6 trái trước đi. Và 2 trái màu trắng nha. Ok. Rồi, và cái phần xung quanh đây thì chúng ta sẽ tiến hành đào ra thôi nè. Rồi, mình sẽ cất lại cái số đất này đi. Đó, ta sẽ tiến hành xây lẹ luôn cái này nha. Đó, lẹ luôn anh em ạ. Trời ơi, kéo thực cực kỳ tốc độ luôn. À quên, chỗ này sao nó kỳ kỳ. Thảo nào mình thấy mình mất một cái cục cobblestone. Ra là cái này. Rồi, vào đây chúng ta sẽ tiến hành kéo tiếp nha. Ăn một miếng thịt nữa đi. Đó, có sức để mà kéo tiếp. Ủa, hấp dẫn chưa? Xời ơi. Ui, rớt xuống đó rồi. Bị mấy lần rồi, sợ thật chứ. Ủa, mình không còn. À, mình còn 4 cây quan mà. Mình còn một nồi quan luôn, trời ơi. Mà quên lấy ra. Cứ tưởng bị hết. Đó. Nó đi theo cái chiều đó thì mình không có thuận tay cho lắm các bạn à. Mình kéo nó hơi bị chậm một xíu. Rồi có con gì nó kêu ở dưới rồi. Skeleton và mấy con nhện. Nghe tiếng chúng nó đi không các bạn? Ghê thật chứ. Trời ơi. Chắc mấy cái hàng cây này mình sẽ tiến hành mình sẽ tiến hành mà cắm đuốc quá, không là nó sẽ làm rất là nhiều quái xuất hiện đó. Rồi. Wow. Chỗ này xây lại xịn hơn. Đó, trời. Kéo như vậy ra mới sướng nè. Ui, có con Enderman nè. Hú hồn con chồn. Rồi, chỗ này chúng ta cũng kết nối lại luôn. Rồi. Ốp. Cái cục cuối cùng đó phải lắp bằng tay. Ok, thế là mình đã xong cái chuồng của con Smilodon rồi nha các bạn. Bây giờ con 7 là con nào đây? Hai con này cứ giành giật nhau vậy. Con thứ 7 là con này đi. Rồi đủ rồi. Ôi ôi chúng mày. Ăn rồi cứ giành giật nhau thôi. Để mình ăn ăn một miếng steak đã các bạn. Rồi chúng ta sẽ kéo nó đi đây. Một con, hai con. Đi theo tao nào mấy đứa ơi. Ba con. Bốn con, năm con, sáu con và con thứ bảy đây rồi. Đó, mình sẽ kéo kéo bảy con này đi ra cái chuồng của con Smilodon trước nha các bạn. Bảy con đủ không ta? Rồi đủ hết rồi nè.
Rồi, cái chuồng nó nằm ở đâu vậy? Nằm bên đây. Ôi ôi, lại một cái quá trình dài nữa rồi. Kéo nó đi thôi. Sao vậy? À, con Stegosaurus. Nó đứng ở đây nè. Stegosaurus. Lúc này là cái địa phận cho mấy con Teriginosaurus này các bạn. Nó nhìn mình kìa. Bự chưa? Nhìn nó phê chưa? Đó, chuồng của Smilodon. Ôi ôi, hấp dẫn nha. Trời ơi, đi vô nào. Rồi, tầng nữa một nha. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, hai con kia lại lên, sáu con và con thứ bảy. Ồ, xong rồi, mình sẽ tiến hành giải phóng tụi nó đi. Giải phóng tụi mày đi hết. Sao vậy? Đó, ghê chưa? Quá xịn. Trời ơi. Thì ở đây mình cũng sẽ tiến hành trang trí luôn cái chuồng này bằng đây, miếng bột sườn cái đã. Rồi chúng ta sẽ cần mấy cây Paleograph nè. Cần thêm mấy cây Brute Sapling này các bạn ạ. Paleograph chắc mình sẽ trồng ở phía trước thôi. Nói chung mình để làm kiện thôi à. Wow, cái cây này nó bự quá vậy. Trời ơi, chỗ này đúng không? Wow, đúng rồi nè. Paleograph, chúng ta sẽ trồng ở ngoài này đi. Không, mình sẽ trồng cả hai loại luôn đi. Trước tiên là loại này trước đã. Ồ, lên một cây bự rồi nha các bạn. Xịn chưa? Mình sẽ cho nó lên cây bự tiếp tục nha. Lên cây bự nữa nè, hai cây bự. Nhìn xịn nha. Xịn nha. Phải mấy cây sứ lạnh này mới được các bạn ạ. Nó mới gọi là hợp lý vãi nồi. Đó, xịn chưa? Ây da, xịn chưa? Chỗ này nó sẽ bị chắn cái cửa nhưng mà không sao. Càng rậm rạp càng tốt. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Ây da, quên, lộn. Trồng cái này lên mới đúng. Rất là rậm rạp luôn nha các bạn. Sao vậy? Chúng ta chỉ cần trang trí bằng mấy cái bột xương nữa là nó giống như thiệt rồi. Đó, đó, nhìn nó hấp dẫn ngay. Trời ơi, nhìn nó hình ngay liền. Rồi bên đây mình sẽ tiếp tục với mấy cái cây Brute Sapling này nữa nha các bạn. Mình sẽ cần khá là nhiều Brute Sapling đây. Rồi mình xài hết rồi hả? Trời ơi, xài lẻ quá vậy. Đó, một cây nè. Và cây nhỏ nó sẽ ở đây. Đó. Ghê chưa? À, trước tiên mình sẽ đi tìm 7 cái embryo của Smilodon này vào mấy con heo mới được. Trời ơi, đi tìm vô mấy con heo nào. Đó, ây da, cái cửa này. Rồi, mình sẽ tìm vào nha. Đó, tìm hết rồi các bạn ạ. Để chúng nó biết tiến hành cái quá trình biến đổi cái đã. Rồi, đây còn một con nè. Bên đây cũng còn một con nữa nè các bạn ơi. Bây giờ mày tính chạy đi đâu đó? Trời ơi, đủ hết 7 nha các bạn. Rồi, trời, mấy cây cối nó rậm rạp chưa? Này, mấy cây lá kim các bạn à, cây sứ lạnh đó. Ok, mình đã xong cái phần trang trí xung quanh rồi nha các bạn. Bạn nhìn xem, rất là đã luôn. Rồi, để mình vào bên trong nào. Chúng ta sẽ kiểm tra xem bọn này nó đã biến đổi xong chưa. Ui, 55% rồi. Ok, mình sẽ tiến hành chờ một xíu nha các bạn. À quên, trước tiên thì mình sẽ cho thịt vào chứ. Quên mất cái phần quan trọng. Cho thịt vào feeder mới được. Đó, cho thật là nhiều thịt vào. 6 cái feeder luôn à. Wow, hình như bên đây còn một cái nữa nè. Ghê chưa?
Chờ nãy giờ thì nó cũng được 96% rồi nha các bạn. Trời ơi, đâu rồi? 97% rồi. Để chúng ta xem mấy con Smilodon lúc nhỏ nó sẽ như thế nào đây. Mình đã chuẩn bị rất là nhiều Essence of Chicken rồi nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ... Wow, Smilodon. Ôi các bạn nhìn nó ăn nè. Ôi thêm một con nữa. Wow, xịn chưa? Wow, rất là nhiều Smilodon chui ra luôn nè các bạn ạ. Mấy con này thì chưa được thuần phục nha các bạn. Đó. Mình chỉ mới thuần phục được có hai mấy con mà đứng gần mình thôi. Đó, trong bán kính 6 ô. Mình có đây là một con đực nha các bạn. Đó, một con Smilodon đực. Rất có thể là do nhiều cây bên đây quá nên là FPS nó bị drop các bạn à. Trời ơi, cây nó quá nhiều luôn rồi nè. Bạn nhìn nè. Sao kinh khủng chưa. Đó, để mình coi nào. Đây chúng ta có một con... Ủa, nó đang chơi nè. Đây là con Smilodon đực này các bạn. Ok, mình sẽ boost cho nó lên maximum level. Ồ, đây nó được là 8 ngày tuổi thôi các bạn à. Và nó rất là bự luôn nè. Chúng ta không thể cưỡi được con này hết ta. Trời dở quá vậy. Wow, nhìn nó nè. Wow, đã vậy. Wow, Smilodon đực. Chúng ta sẽ kiếm luôn một con Smilodon cái xem nào. Tụi mày đâu rồi, tụi này đâu rồi. Đây, à, con cái luôn nè các bạn ơi. Trời ơi. Đây, cho nó lên max level luôn. Ui, nó vô tấn công mấy con heo các bạn à. Đây là bản năng của nó nè. Bạn nhìn nó ghê chưa. Nó vừa dứt một con heo, đó nó dứt thêm một con nữa nè. Gọn trơn. Trời ơi, hấp dẫn. Wow, mình có thể cho nó ăn được thôi nhưng mà mình sẽ bỏ vào feeder nha các bạn. Ghê. Đây. Wow, hấp dẫn hấp dẫn. Smilodon. Bạn thấy không? Nhìn nó đã chưa? Thế là mình đã có được mấy con Smilodon trong ngày hôm nay rồi. Trời ơi, 7 con đó nha các bạn. Và nó chỉ hoạt động vào ban ngày thôi. Khi ban đêm thì nó sẽ ngủ như thế này nè. Đó, hoạt động vào ban ngày thôi. Và nó ăn thịt nha các bạn. Ghê lắm, săn mồi hay bị kinh luôn. Con này sao nó tỉnh vậy? Nó ngủ đứng. Ôi, con này có vẻ bự hơn cái con cái các bạn à. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình đã hồi sinh xong 7 em hổ đăng kiếm Smilodon rồi. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Và series công viên khủng long này mình không có đặt không có nhu cầu để mà làm thử thách. Nên các bạn đừng có đặt thử thách cho mình nhiều quá nha.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.